tuân thủ quy tắc thời trang hay mặc gì tùy thích. Theo một số stylist và nhà thiết kế, việc mặc theo sở thích là điều chính đáng. Tuy nhiên, bạn vẫn cần chọn đồ phù hợp với dáng người để có được trang phục hài hòa nhất. Cách mặc đẹp khi bạn có dáng người hình quả táo, phối đồ tạo vòng eo cho người dáng hình chữ nhật, hay cơ thể hình quả lê nên chọn loại quần nào nằm trong vô số tiêu đề phổ biến về thời trang xuất hiện trên Internet. Chúng cho thấy nhu cầu nâng cao thẩm mỹ thông qua trang phục của nhiều người. Nhưng cùng với đó, khi phong trào tích cực cơ thể, body positivity và việc yêu bản thân được tôn vinh, mặc gì tùy thích cũng là một cách ăn mặc. Thay vì tuân theo những lời khuyên vô tận về thời trang, nhiều người lại chọn lắng nghe sở thích cá nhân và phối đồ ngẫu hứng, miễn họ cảm thấy hài lòng. Theo Healthline, cơ thể con người có đủ loại hình dạng và kích cỡ khác nhau. Không có thân hình nào là lý tưởng, điển hình hay phù hợp tất cả. Thay vào đó, chúng được đưa vào một số nhóm phân loại khá rộng dựa trên hình học. Những kiểu thân hình được nhắc đến nhiều nhất là hình chữ nhật, hình tam giác hoặc quả lê, hình tam giác ngược, hình over hoặc quả táo và đồng hồ cát. Chúng được xác định nhờ tỷ lệ các số đo vòng ngực, eo và hông, cũng như chiều cao và cấu trúc xương của một người. Ngẫu hứng, nhưng trong khuôn khổ Huỳnh Văn Chiến, 25 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh, stylist thời trang. Huỳnh Văn Chiến, hiện phụ trách trang phục cho Hoa hậu Hòa bình Đoàn Thiên Ân, cho biết gọi tên thân hình thành loại hoa quả hay hình khối chỉ nằm trong số nhiều cách tương đối để một người tự khám phá cơ thể. Điểm chung của chúng là nhằm chỉ ra ưu, nhược điểm vóc dáng, từ đó chọn item thời trang thích hợp nhất. Nếu lựa chọn trang phục tùy hứng hoặc chạy theo trào lưu, bạn chỉ thỏa mãn sở thích và mong muốn cá nhân, chưa chắc bộ quần áo đó đã thực sự phù hợp với bạn, anh nói. Theo stylist, xác định phong cách thời trang cá nhân không phải điều có thể thực hiện một sớm một chiều. Đó là cả một quá trình thử nghiệm, không chỉ kiểu dáng mà còn màu sắc, chất liệu trang phục. Từ quá trình đó, bạn hãy cố gắng chất lọc phong cách nào phù hợp, item nào tôn dáng, đồng thời cân nhắc loại bỏ trang phục không làm cho mình đẹp hơn, anh nói. Phá cách không đồng nghĩa mặc gì tùy thích, nhà thiết kế thời trang Đỗ Long, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà thiết kế Đỗ Long cũng cho rằng cần dựa trên đặc điểm từng cơ thể để tìm trang phục phù hợp. Là người thường xuyên thực hiện mẫu may đo riêng, anh chú trọng vào ưu, nhược điểm về vóc dáng của khách hàng, từ đó tư vấn và đưa ra những thiết kế riêng. Anh khẳng định không có thân hình nào là hoàn hảo, ngay cả khi đó là siêu mẫu hay hoa hậu. Chỉ có cách ăn mặc đúng sẽ tạo nên sự hài hòa, cân đối và tôn lên nét quyến rũ riêng cho mỗi người. Quần áo chính là bộ mặt của người diện chúng. Nếu trang phục làm phơi bày khuyết điểm trên cơ thể, đối phương có thể sẽ đánh giá mình là kẻ không am hiểu thời trang, thậm chí không hiểu về chính bản thân, anh chia sẻ. Nhà thiết kế cũng cho biết mọi người thường nhầm lẫn về khái niệm phá cách và mặc gì tùy thích trong thời trang. Phá cách giúp bạn có thể tự do khám phá bản thân qua đa dạng phong cách thời trang. Tuy nhiên, những item thuộc style đó phải phù hợp với vóc dáng của bạn. Đó là lý do một số người cảm thấy quần áo họ mua chỉ đẹp trên ảnh mẫu, anh nói. Không để quy tắc giới hạn sự sáng tạo, Nguyễn Như Ý, 25 tuổi, blogger thời trang và người mẫu ảnh tự do ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng thời trang là nghệ thuật và là cách thể hiện bản thân của mỗi người. Do đó, mọi người ở bất kể kích thước, vóc dáng hay tuổi tác được khuyến khích thử nghiệm đủ kiểu trang phục miễn đúng sở thích cá nhân. Đó là cách blogger Như Ý, 25 tuổi, tìm ra phong cách thời trang phù hợp với mình. Công việc người mẫu ảnh đã tạo điều kiện cho cô được thử nghiệm đa dạng style. Khoảng một năm trở lại đây, cô nhận ra bản thân thấy thoải mái và tự tin nhất khi diện đồ theo phong cách tối giản, minimalist. Theo Như Ý, điểm cộng lớn nhất của phong cách này nằm ở chỗ sự tinh giản trong thiết kế, giúp dễ dàng phối món đồ này với món đồ khác. Bởi phần lớn item đơn sắc và không họa tiết, việc lựa chọn phụ kiện làm điểm nhấn cũng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa cô tự giới hạn mình trong phong cách tối giản. Tủ đồ của Như Ý vẫn khá đa dạng, bao gồm một số item theo trào lưu Y2K đang thịnh hành trở lại gần đây. Bên cạnh đó, nhiều người cảm thấy việc sử dụng thuật ngữ phân loại hình thể đang vô tình vật hóa cơ thể con người thành thứ để bị đánh giá. Các loại hình phương tiện truyền thông có thể càng làm sâu sắc vấn đề này khi đưa ra các nội dung khuyến khích mọi người phải chỉnh sửa hoặc che giấu khuyết điểm, thay vì giúp tôn vinh sự khác biệt mỗi cá nhân. Hơn nữa, cần lưu ý rằng cơ thể không phải thứ cần phải thay đổi chỉ để bắt kịp các trào lưu trên mạng xã hội. Chia sẻ với Dinh, Như Ý cho rằng thời trang nên được xem là cách thể hiện cá tính và sở thích của mỗi người, thay vì bó hẹp cách ăn mặc trong một phạm vi nhất định. Hãy cứ tìm kiếm, thử và thay đổi đến khi bạn chọn được phong cách riêng cho mình. Gặp được đúng style cũng như yêu đúng người, nó sẽ khiến bạn thấy thoải mái và nâng cao tự tin, blogger bày tỏ.